Đây là cái chả quế mà mình đã nướng xong nhá các bạn. Đấy, của mình là đây là 1 ký, 2 ký, 3 ký và 4 ký. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái video làm sao để có được cái chả quế được chất lượng như vậy. Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm chả quế nha các bạn. Thì nguyên liệu của chúng ta cần hôm nay là thịt vai xay 2 kg, thịt gà xay Maryland không da 2 kg, đó, đường 4 muỗng cà phê, bột nêm 4 muỗng cà phê, bột khoai tây 100 g, bột nổi 40 g, nước 1 lít, có nghĩa là 1 kg á, dầu ăn 900 g, nước mắm 360 g. Đấy là tất cả những công thức của chúng ta cần. Thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta sẽ cần một cái cân đó, điện tử thì càng tốt cho nó chính xác, và bột nêm, bột nổi, đường và nước mắm. Đấy, thì dầu ăn đây, tất cả những mình đã sẵn sàng. Thì bây giờ mình sẽ làm để cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách làm chả quế nha các bạn. Thì đây là thịt gà và thịt vai xay là đất, tất cả đã sẵn sàng ở trong nồi để chúng ta tiến hành chúng ta làm. Đây là các nguyên liệu cần thiết và dụng cụ cân đo chúng ta đã chuẩn bị để chúng ta làm chả quế nha các bạn. Đó, thì bây giờ cái thịt gà và thịt heo xay của mình đã ở trong này sẵn sàng rồi. Chúng ta cần tất cả các nguyên liệu và cân để chúng ta làm. Ready to go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đường nha các bạn. Rồi mình sẽ cho đường vào. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ cho bột nêm, là chúng ta sẽ nhớ đong bằng cái búng cà phê. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ cho bột khoai tây nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ dùng cái cân để chúng ta đo lường cho nó chính xác nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cân bột khoai tây lên. Và chúng ta sẽ cho vào trong hỗn hợp để chúng ta làm chả quế. Sau đó là chúng ta sẽ tổ chức là chúng ta cho bột nổi nha các bạn. Thì bột nổi thì tiếng Anh nó gọi là baking powder. Thì các bạn có thể ra ngoài shop các bạn tìm mua. Thì cân lượng của nó là 40 g. Đó, thì các bạn cho vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho bột baking powder vô. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho nước các bạn. Nước thì chúng ta sẽ cho là 1000 g. Thì 1000 g nó có tương đương với là 1 kg. Mà cái trọng lượng riêng của nước với là gram với lít nó bằng nhau, tỷ lệ 1:1. Thì có nghĩa là 1000 g sẽ là bằng 1 kg, và 1 kg nó sẽ bằng là 1 lít nước. Rồi đấy, chúng ta sẽ cân lên thật cẩn thận. Sau đó là chúng ta sẽ cho vào trong hỗn hợp mà để chúng ta làm chả nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho vào trong hỗn hợp thịt của chúng ta. Kế tiếp là chúng ta sẽ cho dầu ăn. Dầu ăn thì chúng ta sẽ không có cho 1000 g, mà chúng ta sẽ cho là 900 g. Rồi bây giờ chúng ta cho dầu ăn nha các bạn, là tương đương với gần 1 lít. Để các bạn nên dùng cái cân để chúng ta nấu thì nó sẽ chính xác hơn. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho vào trong cái hỗn hợp chúng ta làm. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ cho nước mắm nha các bạn. Thì nước mắm cân lượng của chúng ta sẽ là 360 g. Thì chúng ta sẽ cân lên để chúng ta sẽ cho vào hỗn hợp làm chả quế. Đó, chúng ta sẽ cân lượng cho nó thật là chính xác để cho là cái món chả quế của mình nó sẽ được thơm ngon, đúng mùi vị. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị là chúng ta sẽ nhồi lên nha các bạn. Thì là chúng ta sẽ trộn đều lên đó. Thì chúng ta chuẩn bị sẵn mấy cái bao ni lông như vậy để chúng ta xí nữa sẽ chúng cho vào thì nó tiện lợi hơn. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị là 5 bao để cho cái độ mỏng của nó vừa đủ để khi chúng ta chặt thì nó dễ dàng hơn.
Đó, chúng ta sẽ trộn đều lên nha các bạn. Thì chúng ta làm chả đó thì quan trọng nhất là cái khâu mà chúng ta nêm nếm và chúng ta trộn gia vị tất cả mọi cái là cái khâu quan trọng nhất. Thì khâu nào thì nó cũng quan trọng hết, nhưng mà cái khâu đầu thì nó thường nó quan trọng hơn. Cho nên là các bạn nên làm nó kỹ càng một chút xíu thì mình sẽ được món ăn của mình nó ngon lành hơn. Đó, chúng ta sẽ trộn đều lên nha các bạn. Rồi những cái bao đây lông này chúng ta đã sẵn sàng. Để tí nữa chúng ta sẽ tổ chức là chúng ta cho vào tủ đá nha các bạn, để nó thành đá luôn. Thì thường nó là 8 tiếng đồng hồ. Ví dụ như mình làm tối hôm nay thì sáng mai là chúng ta có thể là có đồ đạc để chúng ta tiến hành chúng ta làm. Đó, thì chúng ta trộn lên mà chờ chúng ta sẽ thấy cái độ sệt của nó như vậy là được nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ bỏ vào trong bao. Rồi chúng ta sẽ cho nó mỏng ra để khi chặt nó sẽ dễ dàng các bạn. Càng mỏng thì càng tốt, bởi vì cái thời gian nó sẽ đông đá nó sẽ nhanh hơn, và khi mà chúng ta chặt thì chúng ta cũng dễ dàng nữa. Đó, khi mà trong tủ đá nha các bạn, thì chúng ta sẽ lấy tờ giấy báo, chúng ta sẽ chồng lên trên nhau. Đó, thì chúng ta sẽ chồng nó lên nhau. Đó, chúng ta sẽ chồng lên vậy. Thì khi các bạn lấy ra nó không có bị dính vào nhau mà nó sẽ phẳng đó. Bây giờ mình sẽ cho hết vào trong tủ đá nha các bạn. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình làm chả quế. Thì bây giờ sau khi nó thành đá rồi các bạn nhá, thì mình sẽ lấy ra là mình chặt, rồi mình sẽ cho vào máy mình quất. Thì đây, các bạn nhìn thấy nó cứng đơ, cứng ngắc như vậy nè, là đạt yêu cầu. Đấy, như vậy cũng vậy luôn. Đó, nó cứng như vậy là được. Cái này vậy luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đem ra mình chặt cho các bạn. Rồi, tất cả là chúng ta đã xay xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho vào máy để chúng ta quất cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Rồi, trong khi thời gian mình chờ máy nó quất thì mình sẽ đặt nồi nước lên nha các bạn. Đây, đây là cái nồi nước của mình chuẩn bị sẵn, để là tí nữa mình sẽ cho vào mình hấp nha các bạn. Đấy, các bạn thấy. Thì tại sao mà chúng ta phải đặt cái nồi này để chúng ta hấp? Là để cho mình cái chả của mình khi nướng nó không bị khô. Mình sẽ quất như thế này trong 15 phút đồng hồ nha các bạn, để cho cái thịt của mình nó thật nhuyễn ra, là đạt yêu cầu. Rồi, sau khi quất 15 phút thì chúng ta sẽ cho quế vào nha các bạn. Thì cái này của mình là một muỗng cà phê. Thì tùy theo cái khẩu vị của mình muốn ăn nhiều thì cho nhiều, muốn ăn ít thì cho ít. Rồi chúng ta sẽ cho quế vào nha các bạn. Chúng ta sẽ đánh đều lên để cho nó nhuyễn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho một muỗng tiêu vào. Đó, bây giờ mình đã quay xong, nó đã nhuyễn rồi. Đó, thì mình sẽ bỏ vào trong cái chay này để mình cho vào nồi lúc nãy mình có nói cho các bạn để mình hấp. Thì trước khi mà mình cho vào cái chay này thì mình sẽ dùng cái dầu này mình nonstick để mình xịt nó lên, để cho nó không có bị dính vào trong cái này spray nè. Đó, nhưng cái này của Úc. Đó, thì bây giờ mình sẽ tổ chức là mình cho vào trong cái chay. Đấy, các bạn thấy là cái độ nhuyễn của nó đặc sệt như vậy là đạt yêu cầu. Khi mà chúng ta ăn miếng chả nó sẽ thấy ngon, đạt tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ đè xuống như vậy để cho cái miếng chả của mình nó không có bị tổ ong nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đã cho vào khuôn xong, chúng ta sẽ cho vào trong nồi chúng ta hấp nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong nồi như vậy. Đó,
Rồi chúng ta sẽ cho một cái miếng giấy foil, là cái miếng giấy bạc nha các bạn, để cho nước khi mà nó hấp nó không có bị nhiễu vào trong cái chả của mình. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đậy tôm lại. Chúng ta sẽ hấp như thế này trong thời gian là 10 phút nha các bạn. Là chúng ta sẽ lấy ra chúng ta nướng. Lửa thì các bạn để là vừa vừa. Đó thì là chúng ta hấp chả như vậy thì nó sẽ ngon. Rồi sau khi chúng ta hấp khoảng độ 10 hoặc là 15 phút cũng được thì chúng ta sẽ lấy ra nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ chét bột quế lên trên mặt, thì bây giờ mình sẽ lấy ra nha các bạn. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chét bột quế lên nha các bạn. Chúng ta phải có một cái dụng cụ như vậy. Đó, là mình đã chét bột quế xong. Là chúng ta sẽ bỏ vào lò chúng ta nướng. Còn đây là cái chả mà mình đã hấp rồi nha các bạn. Mình đã chét quế lên rồi. Đó, các bạn nhìn thấy cái màu nó khác chưa? Thì bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng ở nhiệt độ là 180 độ C nha các bạn. Và đây là cái khay 1 kg chả quế nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong oven. Mình sẽ nướng lên ở nhiệt độ là 180 độ C. Bếp đã sẵn sàng. Mình sẽ cho vào trong bếp. Mình nướng. Độ C. Bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây các bạn thấy. Đây chả của mình đó. Mình đã hấp xong, nướng xong rồi. Đây mình sẽ lấy tiếp cái next one nhé các bạn. Đây, đây chả mình mới nướng đây. Là cái thứ hai. Đó, đây là những cái chả lụa mà mình mới nướng xong. Đó thì cái giữa của nó như vậy nha các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next time.